Liên quan đến vụ việc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội thu giữ nhầm hơn 2 tấn xúc xích mang thương hiệu Vietfood, Bí thư Thành ủy Hà Nội ông Hoàng Trung Hải vừa có văn bản yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra xử lý vụ việc này. Cụ thể, ông Hoàng Trung Hải yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra giải quyết xử lý đối với vi phạm nếu có theo đúng quy định của pháp luật. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu đơn vị liên quan xử lý trách nhiệm đối với tập thể cá nhân có liên quan, báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 20 tháng 6. Trước đó, sau hơn một tháng thu hồi 2,2 tấn xúc xích Vietfood với nghi vấn chứa chất cấm, Đội quản lý thị trường số 14 của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã ra quyết định trả lại số hàng trên cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hùng Anh ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Lý do trả lại là do doanh nghiệp không có hành vi vi phạm hành chính như nội dung biên bản vi phạm kết luận trước đó. Được biết, ngoài quyết định trả hàng, đến thời điểm này, phía quản lý thị trường chưa có động thái nào khác. Vì vậy, Vietfood đang cân nhắc khả năng khiếu kiện Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội.